Các bạn bữa nay đêm cuối cho Tuần Hôm Nay tại chùa Hang các bạn, thì sẵn chùa Hang có khánh thành cái ngôi nhà ăn mới các bạn, nên là đông vui lắm các bạn. Bây giờ sẵn với bạn theo chân mình sẽ quay cho các bạn xem đông vui như nào ha. Ok, let's go.
ơi, cái này xe nè, cái này xe được. Oh,
công ty. Bye bye.